Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Cùng với Luffy, Zoro và Jinbe, Sanji là một trong bốn quái vật của bang hải tặc Murom. Ngay lúc này, đầu bếp Sanji có mức tiền truy nã cao thứ 3 trong bang, chỉ đứng sau thuyền trưởng Luffy và người leo tàu Jinbe. Chúng ta không biết nhiều về tuổi thơ của Jinbe, chỉ biết rằng ông là đứa trẻ mồ côi sống ở cùng người cá. Chúng ta cũng không biết nhiều về tuổi thơ của Zoro, chỉ biết rằng tuổi thơ của cậu gắn liền với ngôi làng Shimotsuki ở biển Đông, gắn liền với cô bạn Kuina, với thầy của mình Koshiro. Chúng ta đã biết khá nhiều về tuổi thơ của Luffy. Mặc dù không có sự chăm sóc của cha mình, Monkey D. Dragon, và Gáp cũng chỉ lâu lâu mới tới thăm một lần. Tuổi thơ của Luffy gắn liền với sự yêu thương của gia đình sơn tặc Dadan, của người dân làng Fusa, và đặc biệt là của hai người anh kết nghĩa tuyệt vời, Ace Sabo. Tuy Dragon không chăm sóc Luffy, nhưng Dragon vẫn rất thương yêu, quan tâm tới Luffy. Vậy nên dù không trọn vẹn, nhưng Luffy vẫn có một tuổi thơ đẹp, nhiều màu sắc. Còn Sanji, nhân vật chính của video này có tuổi thơ như thế nào? Là cha ngươi, ta có một yêu cầu cuối cùng dành cho ngươi, Sanji. Đó là yêu cầu về huyết thống giữa chúng ta. Ta cấm ngươi nhận mình là con trai ta dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngươi là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời ta, là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy nhục nhã. Đó là câu nói của người cha ruột Vinmot chết dành cho con trai của mình, Vinmot Sanji. Bạn có nghĩ nó đau nào hơn việc bị chính người cha ruột của mình hắt hủi? Trong bang Murom, Sanji là thành viên duy nhất có sức thăng hoàng tộc, nhưng điều đó không giúp cho Sanji có một tuổi thơ hạnh phúc hơn. Ngược lại hoàn toàn, tuổi thơ của Sanji chỉ là một màu đen u tối. Họ may thì có chút le lói màu sắc tươi sáng từ người mẹ của mình, Vinmot Sora, nhưng cũng không được bao lâu. Tuổi thơ của Sanji gắn liền với sự hắt hủi của người cha ruột Vinmot chết, sự bạo hành của những người anh em sinh tư với mình. Sanji phải chịu đựng tất cả những điều đó là bởi cậu không giống như sự kỳ vọng của người cha tham danh vọng, bởi cậu yếu đuối hơn, bởi cậu giống một người bình thường hơn là những người anh em sinh tư của mình. Nhưng cuộc đời vốn dĩ nghiệt ngã và nhiều trái ngang. Nếu không có đứa con năm xưa Vinmot chết hắt hủi, cảm thấy nhục nhã, cấm nhận mình làm cha cứu mạng, thì có lẽ gia tộc Vinmot, vương quốc Rima đã không còn. Vinmot chết cùng những đứa con ông ta hết mực thương yêu, tự hào kia sẽ bỏ mạng tại Đao Bánh, thánh địa của tư hoàng Big Mom. Một nơi đến thì rất dễ, nhưng đi thì khó vô cùng. Vậy Sanji có thật sự yếu đuối, có thật sự là chẳng có nổi một tia hy vọng nào để có thể đối đầu và sống sót với hiện thực tàn nhẫn của thế giới này, giống như lời Vinmot chết đã đầy nghiến Sanji? Tôi chắc chắn rằng tiềm năng sức mạnh của Sanji lớn hơn những gì Vinmot chết tưởng tượng rất nhiều. Và so với những đứa con mà ông hết mực thương yêu kia thì Sanji mạnh hơn rất nhiều lần. Trong video này tôi sẽ không đề cập tới phương diện đầu bếp, mà chỉ đi sâu vào phần khả năng thể chất, sức mạnh của Sanji, để xem thử một trong bốn quái vật của bang hải tặc Murom là một trong ba thành viên mạnh nhất dưới trướng vua hải tặc tương lai thì sẽ có những sức mạnh nào. Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và phân tích những sức mạnh khổng lồ tiềm ẩn bên trong con người Sanji đang chờ đợi cậu ta khai phá là gì, và tại sao tôi lại tự tin khẳng định những điều ở trên. Trong 2 năm time skip, Luffy được vua bóng tối Rayleigh huấn luyện chỉ dạy về Haki. Zoro được kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới Dracula Mihawk huấn luyện kiếm thuật, thì Sanji có phần thiệt thòi hơn. Sanji được Kuma đưa tới vương quốc Kamabaka với người đứng đầu là Ivanko, chỉ huy quân đoàn Rayleigh của quân cách mạng. Nếu so về sức mạnh thì Ivanko không thể sánh bằng vua bóng tối Rayleigh hay kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới Dracula Mihawk. Và phong cách chiến đấu của Ivanko cũng không hoàn toàn sử dụng cước pháp giống Sanji. Vậy nên có thể nói rằng trong 2 năm time skip, Sanji không được ai huấn luyện cước pháp cả. Sanji đã mạnh mẽ lên theo cách riêng của mình, đó là thông qua các trận chiến. Sanji muốn có được bí mật nấu ăn công phá của vương quốc Kamabaka, đó là 99 công thức nấu ăn kiến tạo lại cơ thể, giúp cho cơ thể tràn đầy sinh lực. Và để có được những công thức đó, Sanji phải đánh bại 99 võ sư Newcomer Kenbo. Sanji cũng tin rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần một khi chiến thắng tất cả những thử thách này. Có nghĩa trong 2 năm time skip, nếu Luffy và Zoro toàn tâm toàn ý tập luyện với Haki, với sức mạnh trái quỷ, với kiếm thuật để trở nên mạnh mẽ hơn, thì Sanji với vai trò là đầu bếp của bang Murom, cậu vừa phải chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn, vừa phải nâng cao tay nghề nấu ăn bằng 99 công thức nấu ăn công phá. Vậy nhưng sau time skip, những sức mạnh mới của Sanji đã làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Sanji đã có thể di chuyển, bước đi trên không trung bằng Skywalk, nó cũng tương tự như kỹ thuật Kepo trong lục thức. Thú vị là ngay cả dưới đáy biển, Sanji cũng sử dụng tốt kỹ thuật này với một tên gọi khác là Blue Walk. Khi bang Murom trên đường tới đảo người cá, Sanji đã chạy ra khỏi bong bóng khí của mình và tấn công con bạch tuộc Kraken. Mà theo như lời của Usopp thì tốc độ di chuyển của Sanji ở dưới nước là nhanh như một người cá vậy. Và sau đó Sanji đã nướng chín xúc tua của Kraken bằng chiêu thức Dai Blue Gem của mình. Nó cho thấy mặc dù không có người huấn luyện giống như Luffy và Zoro, cũng không thể tập trung toàn bộ thời gian cho việc tập luyện sức mạnh, nhưng sức mạnh của Sanji sau time skip đã tiến bộ rất nhiều. Chiêu thức Dai Blue Gem của Sanji đã có một sự nâng cấp rất đáng kể. Ngọn lửa từ chân Sanji đã nóng hơn rất nhiều so với lúc chiến đấu với Zabara ở Enigma. Nó nóng tới mức mặc dù đang ở sâu dưới đáy đại dương, nhưng ngọn lửa từ chiêu thức Dai Blue Gem vẫn đủ sức nướng chín xúc tua của con bạch tuộc Kraken. Đặc biệt là khả năng phản xạ, tốc độ di chuyển của Sanji đã tốt hơn trước time skip rất nhiều. Ngoài ra, nếu Luffy được Rayleigh chỉ dạy ba lại Haki từ những điều căn bản nhất, Zoro được Mihawk chỉ dạy cách bọc thanh kiếm bằng Haki vũ trang, còn Sanji không có thông tin nào cho thấy việc Ivanko chỉ dạy Sanji cách sử dụng Haki vũ trang, Haki quan sát cả. Nhưng sau time skip, chúng ta đã thấy Sanji sử dụng được Haki vũ trang, Haki quan sát. Với Haki quan sát của mình, Sanji có thể cảm nhận được sự hiện diện, sức mạnh, cảm xúc hay hành động của một ai đó. Nhờ vậy mà Sanji né được viên đạn của Katakuri nhắm vào mình trong căng tấc. Hay ở đảo người cá, Sanji cũng cảm nhận được sự hiện diện của Karibou giống như Luffy và Zoro. Hay ở Bung Hazard, Sanji có thể từ xa cảm nhận được việc Tashigi bị Virgo đánh bại,
nên đã lao tới trợ giúp. Nếu bạn để ý có thể thấy, Sanji không chăm chỉ tập luyện giống như Zoro. Sanji dành phần lớn thời gian cho việc tán gái, phục vụ hai người đẹp Nami và Robin. Tuy vậy, trình độ cước pháp và haki của Sanji vẫn ngày một mạnh lên. Tất cả là bắt nguồn từ việc phải liên tục chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ từ hải tặc cho tới hải quân. Nó cho thấy bẩm sinh Sanji đã là một người mạnh mẽ. Sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người Sanji là rất lớn, gần như là vô tận. Sanji chỉ cần tập luyện nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn để có thể phát huy được tất cả những tiềm năng đó. Khi nói về tiềm năng phát triển sức mạnh của Sanji trong tương lai, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay tới bộ đồ đột kích số 3 hắc ẩn mà Sanji đang sở hữu. Sanji là một trong 4 trụ cột sức mạnh của bang Murom. Vì thế, nếu sức mạnh trong tương lai của Sanji phụ thuộc hoàn toàn vào bộ đồ đột kích số 3 hắc ẩn của Rima 66 thì thật sự quá tầm thường, quá tẻ nhạt. Ở biên bắc, vương quốc Rima của gia tộc Vinmot rất nổi tiếng và đã có rất nhiều câu chuyện comic xoay quanh họ. Và theo như lời Lo đã nói thì quân đoàn Rima đã đóng vai phản diện trong bộ truyện Chiến sĩ biển cả Sora nổi tiếng ở biên bắc. Và trong chapter 931, khi Sanji sử dụng bộ đồ đột kích số 3 để chiến đấu với Baywan, dù Sanji chưa biết nhiều công dụng của bộ đồ hắc ẩn đó, nhưng Lo thì rất rành. Lo nói rằng Sanji có thể tàng hình hòa nhập cơ thể với bất kỳ môi trường nào và nó đã đúng như vậy. Ngoài ra, tấm áo tròn của bộ đồ đột kích số 3 hắc ẩn có tác dụng như một tấm khiên bảo vệ rất vững chãi trước móng vuốt của Baywan. Dưới gót chân là thiết bị tăng tốc, Sanji đã tấn công Baywan bằng một cú đá cực mạnh với tốc độ cao, nhưng có vẻ như không hề hấn gì khi Baywan trong trạng thái Zoan cổ đại. Và dưới bàn chân là một thiết bị đẩy giúp Sanji tăng tốc bay thẳng lên trên cao. Nói tóm lại, với bộ đồ đột kích số 3 này, Sanji có thể tàng hình di chuyển tấn công đối thủ trên không trung với tốc độ cao, bảo vệ Sanji trước những đòn tấn công của đối thủ. Không chỉ của Sanji, bộ đồ đột kích của Vinmotchet cùng những người anh chị em Sanji cũng được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại, biến họ thành những chiến binh Saibon mình đồng giả sát. Mặc dù Vinmot Ichiji dễ dàng bị Katakuri hạ gục, Vinmotchet, Vinmot Niji và Vinmot Zonji bị Big Mom đập bẹp dí. Điều này không có gì bất ngờ khi Big Mom là một tứ hoàng và Katakuri là người con mạnh nhất của Big Mom. Nếu chiếc rương Tamate Bako không phát nổ thì có lẽ gia tộc Vinmot đã bị xóa sổ hoàn toàn tại đấu bánh. Nhưng sau đó sức mạnh công nghệ của gia tộc Vinmot vẫn có đất diễn, khi họ dễ dàng đánh bại một vạn quân được chỉ huy bởi người con trai thứ 12 của Big Mom, Charlotte Nostar. Tiếp sau đó, AGG dễ dàng làm bị thương Oven, một người anh em sinh ba với Katakuri bằng sức mạnh ánh sáng của mình. Mặc dù súng đạn thông thường hay lửa không thể xuyên qua những bộ đồ đột kích của gia tộc Vinmot, nhưng nói như vậy không có nghĩa những bộ đồ công nghệ này hoàn hảo một cách tuyệt đối, không có điểm yếu. Vợ chapter 900, theo như lời của Oven đã nói, thì ban hải tặc Big Mom đã chế ra một loại đạn đặc biệt chuyên dùng để chống lại quân đoàn Rima. Loại đạn này có thể dễ dàng xuyên qua bộ đồ đột kích của gia tộc Vinmot. Và khung tranh mà bạn đang thấy này là ví dụ điển hình cho điều đó. Những người anh chị em của Sanji đã bị thương, bộ đồ đột kích đã bị xuyên thủng qua một cách dễ dàng. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đánh giá thấp sức mạnh công nghệ của Rima 66, đánh giá thấp bộ đồ đột kích số 3 mà Sanji đang sở hữu. Bởi theo như lời Sanji đã nói, thì cậu ta sẽ nhờ Ranky và Usopp tinh chỉnh thiết kế lại bộ đồ đột kích số 3 để phù hợp hơn với phong cách chiến đấu của mình. Ý tôi là sức mạnh trong tương lai của Sanji sẽ không hoàn toàn dựa vào bộ đồ đột kích này. Và đây cũng chưa phải là phát minh, là sản phẩm công nghệ khoa học tiên tiến nhất mà Vinmotchet từng nghiên cứu chế tạo ra. Tiềm năng sức mạnh của Sanji còn lớn hơn như vậy rất nhiều. Ok, giờ chúng ta sẽ quay lại quá khứ của Sanji một chút để biết rõ hơn sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người Sanji mà tôi đề cập tới là gì. Và tôi tin rằng đó chính là mấu chốt, là bệ phóng cho sự phát triển sức mạnh một cách vượt bậc trong tương lai của Sanji. Trước khi trở thành một nhà khoa học của chính quyền thế giới, tiến sĩ Vegapunk cùng với cha của Sanji Vinmotchet là thành viên của một nhóm nghiên cứu ngoài vòng pháp luật, nghiên cứu và phát triển vũ khí công nghệ cao và đã có được một sự đột phá khi phát hiện ra nhân tố di truyền của các sinh vật sống. Theo như đó, chỉ bằng một vài đột biến nhỏ, họ đã có thể tạo ra sức mạnh ngang với những gì mà người ta từng nghĩ rằng chỉ có Chúa mới có. Theo như cách nói thông thường, họ cơ bản đã phát hiện ra bản thiết kế của sự sống. Khi chính quyền thế giới biết được chuyện này, chúng kết luận rằng đó là một sức mạnh quá lớn với con người và ngay lập tức bắt giữ Vegapunk. Phần còn lại của nhóm nghiên cứu trong đó có Vinmotchet bị buộc phải tan rã. Dựa trên phát hiện nhân tố di truyền của các sinh vật sống này, Vinmotchet đã có một sáng tạo vĩ đại nhất của đời mình. Nghe cho kỹ đây, toàn bộ các con là sáng tạo vĩ đại nhất của ta từ trước tới nay. Kết quả của những đột phá khoa học và công nghệ di truyền tiến bộ và ưu việt nhất mà thế giới từng biết tới. Năng lực và khả năng của các con là vô biên và không bị bó buộc bởi các hạn chế của nhân loại. Khi thời khắc đã điểm, không có thứ gì trên thế giới có thể ngăn cản các con đạt được mục tiêu tối thượng của mình. Tất cả các con sẽ là một bậc đế vương thống lĩnh một đội quân chứ gồm Rima 66. Quốc gia sẽ không ngừng phát triển và tiến bộ nhờ vào công nghệ khoa học. Dòng máu chảy trong người các con đã được ban phước với tiềm năng vô hạn. Và để tiềm năng đó được phát huy, các con chỉ cần tập luyện nữa thôi. Vinmotchet đã ứng dụng nhân tố di truyền để tăng cường năng lực, thể chất, sức mạnh cho các đứa con của mình, biến những người anh chị em của Sanji thành những siêu nhân thật sự trong One Piece. Nhưng có vẻ như mức độ biến đổi của người chị cả Vinmot Raizu vẫn chưa cao nếu so với những người em của mình. Bởi Raizu vẫn còn cảm xúc của một người bình thường. Cô chỉ được cải tiến, tăng cường khả năng thể chất siêu phàm, sự dẻo dai của da thịt, khả năng phục hồi phi thường và sức mạnh của độc dược. Vậy nên Vinmotchet muốn tiếp tục cải tiến, tăng cường sức mạnh nhiều hơn nữa cho bốn người em của Raizu, biến thành những cô máy vô cảm khi ra đời. Nhưng Vinmot Sora, mẹ ruột của Sanji, kiên quyết phản đối việc làm mất hết lương tri đạo đức này của chồng mình, Vinmotchet. Dừng lại, chúng là con tôi. Nếu anh lấy đi trái tim của chúng, thì chúng đâu còn là con người nữa.
Vậy thì cứ để chúng là quái vật, miễn chúng có thể giành được thắng lợi trong các trận chiến, tôi sẽ không giao sức mạnh tối thượng cho ai khác ngoài con của mình. Cuối cùng Vimosora vẫn buộc phải phẫu thuật, nhưng trong nỗ lực để kết thúc tham vọng điên rồ của Vimoschet, Vimosora đã uống một loại thuốc đủ mạnh để phản ứng lại các yếu tố di truyền bị thay đổi trong những đứa con mà mình mang thai. Nhưng việc đó cũng đã không thành khi ba người anh em của Sanji lần lượt cho thấy các yếu tố phi thường của chúng. Ichiji, Neji và Zonji đều đang phát triển đúng lộ trình. Bộ xương bên ngoài đã bắt đầu hình thành và cơ thể đã trưởng thành ngang với một người lớn, cả về sức mạnh lẫn tốc độ. Trên giấy tờ, cả bốn bộ gen đều được tinh chỉnh thành công, nhưng vì một lý do nào đó không thể giải thích được, Sanji là người duy nhất có các thông số thuộc tính hầu như không thay đổi kể từ khi sinh ra. Đó là một thất bại hoàn toàn. Chỉ riêng duy nhất Sanji là không giống với ba người anh em của mình. Sanji thích cho động vật ăn, Sanji đã làm cơm cho mẹ của mình và Sanji có dấu hiệu của cảm xúc mà đúng ra là không có giống như ba người anh em của mình. Điều này cũng giải thích vì sao Sanji lại có lông mày sáng theo chiều ngược lại hoàn toàn với các người anh em của mình. Có nghĩa là thuốc dùng để phản ứng lại các yếu tố di truyền trong khi mang thai của Vimosora, mặc dù không thể tác động tới ba người anh em khác, nhưng phần nào đã có tác dụng với Sanji. Nhưng Sanji có phải chỉ đơn giản là một người hoàn toàn bình thường giống như nhà khoa học dư trước Vimosora đã nhận xét? Đúng là như vậy, Sanji là một người bình thường, Sanji có cảm xúc, Sanji thích nấu ăn hơn là tập luyện. Sức mạnh của Sanji chỉ như một đứa trẻ bình thường, Sanji không phát triển bộ xương ngoài, Sanji cũng không có cơ thể trưởng thành ngang với một người lớn, cả về sức mạnh lẫn tốc độ. Nhưng tất cả những điều này là của Sanji thời niên thiếu. Thời niên thiếu, sức mạnh của Sanji thua kém tất cả những người anh em của mình về mọi mặt. Và Sanji là một cái bao cát để cho những người anh em của mình tập luyện không hơn không kém. Sanji chỉ hơn những người anh em của mình ở khâu nấu ăn và cảm xúc của một con người. Còn ở thời điểm hiện tại, thời điểm Sanji 21 tuổi, có phải Sanji chỉ đơn giản như một người hoàn toàn bình thường, giống như lời nhà khoa học dư trướng Vimosora đã nhận xét? Rõ ràng là không và chắc chắn là không. Nhà khoa học dư trướng Vimosora đã sai, sai hoàn toàn. Bởi không có một người bình thường nào mà mê gái đến điên dại, mê gái một cách mù quáng, thiếu kiềm chế như Sanji. Nếu Sanji xếp số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 trong khoảng mê gái điên dại này. Còn về sức mạnh của Sanji ở thời điểm hiện tại thì sao? Nếu lúc nhỏ chưa cần tới Ichiji hay Neji, ngay cả cậu em bé bỏng Zonji cũng có thể dễ dàng bóng hành ngập mồm Sanji, lấy Sanji làm trò triệu khiển. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là kết quả khi Sanji cố gắng cà khịa Sanji. Ta nghe nói tên Sanji vẫn cứ khăng khăng giữ ý định tự hôn, cho nên ta đã thay mặt phụ vương dạy dỗ hắn. Ta cứ nghĩ mọi việc sẽ cứ như trước mà thôi, nhưng kết quả là như thế này. Và theo như lời của Vimosora đã nói thì sức mạnh của Sanji không phải hằng vừa, nhưng ngay lúc này Sanji mạnh hơn Sanji. Chúng ta có thể thấy cú đá mà Sanji tặng cho Sanji là đẹp, là đậm thắm như thế nào, mấp méo cả một bên mặt và phải dùng tới máy ép thủy lực để gò lại mặt Sanji như cũ. Hay nếu không có Ichiji nhắc tới việc sẽ giết chết Zeb làm Sanji mất tập trung, thì khả năng cao Neji đã có một kết cục giống như Sanji, chứ không phải là phản công và làm bị thương Sanji. Ý tôi là thực tế Sanji có thể đã mạnh hơn Neji. Còn người anh cả Ichiji thì Sanji chưa có một trận đấu nào, nhưng hiện tại tôi vẫn đánh giá Sanji mạnh hơn Ichiji, còn trong tương lai thì chắc chắn Sanji mạnh hơn Ichiji. Còn với người cha Vimosora thì sao? Có lẽ chiêu thức Dai Blue Gem mà bạn đang thấy chính là chiêu thức mạnh nhất của Sanji lúc đó, thời điểm chưa có bộ đồ đột kích số 3 hắc ẩn. Cũng là một chiêu thức trong hình thái Dai Blue Gem, nhưng với chiêu thức đầu tiên, Vimosora đã dùng tay nắm lấy chân Sanji tấn công ngược lại. Còn với chiêu thức thứ hai này, sự hận thù của Sanji dành cho Vimosora đã lớn hơn rất nhiều và chiêu thức Dai Blue Gem này cũng mạnh hơn rất nhiều. Vimosora cảm nhận được điều đó nên đã dùng binh lính làm lá chắn. Nếu không có lá chắn sống này thì sao? Chắc chắn ít nhiều Vimosora sẽ bị thương. Điều này cho thấy, từ khi Sanji chạy trốn khỏi gia tộc Vimos 13 năm trước, sức mạnh của Sanji đã có một bước phát triển vượt bậc hơn so với những người anh em của mình. So với người em sinh tư Zonji là một minh chứng rõ nét nhất. Nếu lúc nhỏ sức mạnh của Zonji là 10 phần, thì sức mạnh của Sanji tôi đánh giá chưa được 1 phần 10 của Zonji. Có nghĩa sức phát điểm sức mạnh của Sanji là vô cùng thấp nếu so với những người anh em của mình. Vậy điều gì đã tác động tới Sanji để ở thời điểm hiện tại cậu có thể mạnh hơn Zonji, Neji hay ngay cả Ichiji? Từ những gì tôi vừa phân tích, có thể thấy loại thuốc dùng để phản ứng lại các yếu tố di truyền trong khi mang thai của Vimosora đã không hoàn toàn loại bỏ một cách triệt để các yếu tố từ công nghệ nhân tố di truyền mà Vimosora đã áp dụng cho bốn đứa con trai của mình. Có nghĩa loại thuốc mà Vimosora đã uống trong khi mang thai chỉ có tác dụng kìm hãm làm chậm sự phát triển sức mạnh siêu nhân của Sanji so với những người anh em của mình. Khung tranh mà bạn đang thấy là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Ở Bung Hazard, khi so cước pháp với Virgo, một nhân vật có haki vũ trang rất mạnh, Sanji đã bị mất xương ống chân. Vết thương này là khá nặng, nó khiến cho Sanji phải đi khập khiễng và lo lắng rằng nếu tiếp tục chiến đấu sẽ rất rủi ro. Nó cho thấy nếu Ichiji, Neji và Zonji đã phát triển bộ khung xương bên ngoài ngay từ khi còn nhỏ, thì tới thời điểm hiện tại khung xương của Sanji vẫn chỉ như một người bình thường, vẫn bị nứt hoặc gãy khi bị tác động mạnh. Hay khi bị Neji bạo hành, khuôn mặt của Sanji cũng không thể phục hồi ngay lập tức giống như Zonji. Nhưng theo như lời Vimosora đã nói trên, dòng máu chảy trong người các con đã được ban phước với tiềm năng vô hạn, và để tiềm năng đó được phát huy, các con chỉ cần tập luyện nữa thôi. Có nghĩa với sức phát điểm sức mạnh thấp hơn những người anh em của mình 10 lần, để thể chất sức mạnh của Sanji có thể phát triển ngang bằng với những người anh em của mình, thì Sanji phải tập luyện ít nhất gấp 10 lần họ.
Chúng ta có thể thấy những đối thủ, kẻ thù của gia đình Vinmart đa phần là những quốc gia ở vùng biển Bắc. Qua cái cách EGZ và Nizi chỉ mất 4 giờ đồng hồ để kết thúc một cuộc chiến tranh đã xảy ra 2 năm, cho thấy những đối thủ của EGZ, Nizi hay Zonzi đa phần đều có sức mạnh yếu hơn họ rất nhiều. Còn Sanji thì sao? Sau khi chạy trốn khỏi gia tộc Vinmart, việc làm đầu bếp của một nhà hàng trên biển, sau đó là gia nhập ban hải tặc Murom. Trong suốt 13 năm này, Sanji đã đụng độ rất nhiều đối thủ mạnh, là những hải tặc sừng sỏ ở tận thế giới. Và ngay lúc này là ban hải tặc Bách Thú, những kẻ sở hữu sức mạnh Zoan được mệnh danh là ông vua cận chiến. Không có áp lực sẽ không có kim cương. Từ những điều này chúng ta dễ thấy mức độ và cường độ thúc đẩy tiềm năng sức mạnh của Sanji cao hơn rất nhiều so với những người anh em của mình. Và thể chất của Sanji vẫn đang ngày một hoàn thiện hơn thông qua các trận chiến. Tại sao Oda lại để cho chúng ta thấy Sanji bị mất xương ống chân khi đấu cướp pháp với Vogel? Rõ ràng đó là một ám chỉ rằng khung xương của Sanji sẽ dần hoàn thiện, cứng cáp hơn nữa trong tương lai. Khung xương của Sanji sẽ cứng và dẻo dai giống như sắt thép vậy. Mặc dù sự phục hồi thể chất của Sanji hiện tại chưa thể bằng so với những người anh em của mình, nhưng xét về tổng thể sức mạnh của Sanji đã vượt trội Zonzi, Nizi và cả Ichiji. Ngay lúc này, Raizu, Ichiji, Nizi và Zonzi là niềm tự hào của Vinmart chết. Nhưng một khi Sanji đã thành công trong việc khai phá tiềm năng sức mạnh vô hạn của công nghệ nhân tố di truyền có trong người mình, thì chính Sanji mới là niềm tự hào, là sáng tạo tuyệt vời nhất của Vinmart chết, vượt xa sự mong đợi của ông ta. Và mục đích của những phân tích này là để chứng minh công nghệ nhân tố di truyền mà Sanji đã được thừa hưởng từ người cha Vinmart chết chính là bàn đạp, là bệ phóng cho tiềm năng sức mạnh không giới hạn của Sanji. Còn cụ thể như thế nào thì tôi chỉ có một vài ý tưởng nhỏ, bởi Vinmart chết đã nói rằng đó là một tiềm năng sức mạnh vô hạn. Và bạn cũng đã biết trí tưởng tượng của Oda phong phú như thế nào, vậy nên khó mà hình dung được toàn bộ sức mạnh nhân tố di truyền trong tương lai của Sanji là như thế nào. Bạn thử hình dung lúc đó, Sanji sẽ phát triển khung xương của mình giống như loại vật liệu siêu cứng, những cú đá như của Vogel sẽ không hề hấn gì với Sanji, lớp da bên ngoài giống như loại vật liệu siêu bền, sự phục hồi thể chất giống như Phượng Hoàng Marco. Có nghĩa trong tương lai, một kẻ có sức mạnh như của Vogel sẽ không thể làm bị thương được Sanji. Nếu muốn Sanji bị thương thì đối thủ của cậu ta ít nhất phải là một đô đốc hải quân, còn thắng được Sanji hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Là một trong ba sức mạnh chính dưới trướng vua hải tặc tương lai, vì thế gần như chắc chắn một điều, Sanji sẽ sử dụng được haki vũ trang cấp cao, haki quan sát cấp cao. Nhưng bằng cách nào? Sanji là một người thông minh, cậu đã tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, tự mình học cách sử dụng haki vũ trang, haki quan sát. Vậy nên Sanji cũng sẽ tự mình đạt được haki vũ trang cấp cao, haki quan sát cấp cao thông qua các trận chiến sống còn sắp tới. Nói tóm lại, ý của tôi là sức mạnh trong tương lai của Sanji sẽ lấy công nghệ nhân tố di truyền làm bề đỡ, cộng với haki vũ trang cấp cao, haki quan sát cấp cao để những cú đá từ chiêu thức Dai Blue Gem trở nên uy lực hơn nữa. Và theo bạn, Sanji có sở hữu haki bá vương hay không? Theo tôi là có. Nếu bạn để ý thì trong ban hải tặc Roger, ngoài vua hải tặc Connie Roger thì vua bóng tối Silver Rayleigh, Kozuki Oden hay tứ hoàng say tóc đỏ cũng có sở hữu haki bá vương. Có nghĩa trong ban hải tặc Roger ít nhất chúng ta đã biết 4 người sở hữu haki bá vương. Và Luffy là vua hải tặc tương lai, cậu ta muốn mình còn làm được nhiều điều hơn những gì Connie Roger đã làm. Điều đó có nghĩa trong ban Murom, ngoài Luffy ít nhất sẽ có thêm một người sở hữu haki bá vương. Zoro hay những thành viên khác tôi sẽ không nói tới, nhưng còn Sanji thì sao? Ở Dressrosa, Trebo đã từng nói haki bá vương là bằng chứng của những người mang phẩm chất đế vương, là người được lựa chọn bởi vận mệnh, nên không phải ngẫu nhiên những người sở hữu haki bá vương đều là thủ lĩnh hoặc gắn liền với chư vương. Và Sanji hội tụ đủ những yếu tố đó. Như tôi đã nói trên, trong tương lai không phải Ichiji, Nizi hay Zonzi, mà chính là Sanji mới là niềm tự hào của gia tộc Vinmart, của Vinmart chết. Và người kế thừa toàn bộ cơ nghiệp của gia tộc Vinmart của vương quốc Rima không ai khác chính là Sanji. Và ước mơ của Sanji cũng rất lớn, Sanji muốn tìm ra Obalu, vùng biển có tất cả các loại cá. Nhưng hiện tại, Sanji có biết mình sở hữu haki bá vương hay không? Điều này tôi không dám chắc. Tôi chỉ chắc một điều, Sanji có haki bá vương. Bởi ngay cả Luffy cũng chỉ mới biết mình sở hữu haki bá vương 2 năm trước. Những điều mà tôi nói về tiềm năng sức mạnh của Sanji trong tương lai rất trừu tượng, nó không cụ thể một chiêu thức, một đòn đánh nào cả. Cái tôi phân tích chứng minh ở đây là cái gốc rễ cho sức mạnh của Sanji trong tương lai. Từ cái gốc rễ đó, Sanji có thể biến tấu sức mạnh của mình thành nhiều hình thái khác nhau để phù hợp hơn với phong cách chiến đấu của mình. Trên đây là tất cả những điều tôi muốn nói về tiềm năng sức mạnh không giới hạn của Sanji trong tương lai. Hy vọng các bạn thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.